hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh sắp hầu tòa vụ Việt Á. Bí thư huyện lên tiếng vụ trụ sở xã vắng như chùa Bà Đanh trong giờ hành chính. Chủ tịch tỉnh Bình Định chấn chỉnh sở xây dựng vì lỗi chính tả. Đấu khẩu trên mạng xã hội, người đàn ông tại Đà Nẵng bị công an xử lý. Nga cắm cờ tại thành trì Marinka của Ukraine. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, tòa sẽ mở phiên tòa xét xử 38 bị cáo liên quan đến vụ án thổi giá kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á vào ngày 3 tháng 1 năm 2024. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài khoảng 20 ngày do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về tội nhận hối lộ, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị truy tố cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn truy tố Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 test xét nghiệm cho Bộ Y tế, Việt Á đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương xác định giá 470.000 đồng một kit test không có căn cứ. Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư huyện ủy Chư Prong, tỉnh Gia Lai vừa cho biết đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện này chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ nội dung bài viết giờ hành chính trụ sở Ủy ban Nhân dân xã vắng như chùa Bà Đanh. Theo Bí thư Đinh Văn Dũng, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Prong có trách nhiệm chỉ đạo phòng nội vụ và những người liên quan kiểm tra làm rõ, giải trình cụ thể. Sau khi có kết quả thì sẽ kiểm điểm trách nhiệm cụ thể. Ngoài ra, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải báo cáo lịch trình công tác cho thường trực huyện ủy để theo dõi chỉ đạo. Bên cạnh đó, các địa phương phải duy trì giờ giấc làm việc nghiêm túc, phân công cán bộ đi công tác phải có lịch trình cụ thể. Lịch trình này phải gửi về cho thường trực huyện ủy để theo dõi chỉ đạo. Trước đó, nhóm phóng viên của báo Người Lao Động có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Mơ, huyện Chư Prong để liên hệ làm việc. Tuy đang trong giờ hành chính nhưng tại trụ sở này, các phòng làm việc đều đóng kín, không có cán bộ làm việc. Các phòng làm việc của lãnh đạo xã như bí thư đảng ủy, chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đều đang trong tình trạng khóa cháy bên ngoài. Các phòng chức năng khác cũng đang được khóa cháy cửa. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án hoàn thiện tuyến đường gom dọc hai bên đường tránh Nam Hầm Hải Vân, cao tốc đoạn Hòa Liên, Túy Loan. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 502 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, thực hiện từ năm 2020 đến 2025. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tuyến đường tránh Nam Hải Vân, Túy Loan, đoạn từ khu công nghệ cao đến nút giao Túy Loan, được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư nâng cấp thành đường cao tốc quy mô 4 làn xe thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn, Túy Loan. Sau đây là tuyến đường cao tốc nên Bộ Giao thông Vận tải sẽ đầu tư hoàn trả hai đường gom dọc hai bên tuyến đường Nam Hải Vân, Túy Loan để phục vụ nhu cầu giao thông dọc hai bên tuyến cao tốc. Cũng theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc kết nối giao thông, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giữa các xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn, kết nối các khu dân cư dọc đường tránh Nam Hầm Hải Vân và các dự án trong khu vực sẽ tạo đà phát triển kinh tế xã hội địa phương. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trình Hội đồng Nhân dân thành phố xin chủ trương chuyển 2,1 hectare rừng trồng quy hoạch là rừng sản xuất tại các xã Hòa Sơn và Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang sang mục đích khác để phục vụ đầu tư xây dựng dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Xây dựng rà soát kỹ lưỡng vì tờ trình đề xuất mắc nhiều lỗi chính tả, thậm chí một số nội dung không rõ nghĩa. Cụ thể, ngày 11 tháng 12, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phản hồi đề nghị của Sở Xây dựng về việc ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo Chủ tịch tỉnh Bình Định, Sở Xây dựng đề xuất ban hành quyết định theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, tại các phụ lục ban hành kèm theo quyết định còn sai sót, lỗi chính tả nhiều, một số nội dung không rõ nghĩa. Qua đó, Chủ tịch tỉnh Bình Định đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, kiểm tra rà soát kỹ lưỡng. Ngoài ra, xem xét lại sự cần thiết phải ban hành các đặc điểm thuộc tính của cây như dự thảo. Trường hợp bắt buộc phải có các nội dung này, thì đề nghị bổ sung thuyết minh kèm theo, dẫn chiếu nguồn cụ thể từ các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định, cơ sở khoa học áp dụng.
tổng hợp tham mưu đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông PVT, trú quận Thanh Khê. Trước đó, ngày 22 tháng 8, Công an quận tiếp nhận đơn cầu cứu của ông Bùi Đức Lộc, trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, tố cáo ông PVT, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, có hành vi sử dụng Facebook để chửi bới, bôi nhọ mình. Cụ thể, tháng 5 năm 2022, ông Bùi Đức Lộc bán cho ông T một cây trứng gà với giá 20 triệu đồng. Sau đó, ông T đem về Đà Nẵng trồng thì một thời gian sau cây chết. Ông T yêu cầu ông Lộc trả lại 20 triệu đồng tiền mua cây, nhưng ông Lộc khẳng định cây chết là do khách đã chăm sóc sai kỹ thuật. Bức xúc, ông T đăng bài chửi bới, nói xấu trên các hội nhóm Facebook. Đồng thời, ông T liên tục điện thoại, nhắn tin lăng mạ gia đình ông Lộc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Thanh Khê vào cuộc điều tra và xử lý vụ việc. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Hạt Kiểm Lâm huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vừa cho biết đơn vị đã tiếp nhận một con chăn gấm dài 3 mét, nặng khoảng 25 kg. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 12, một người dân ở khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, trong khi đi câu cá thì phát hiện con chăn gấm trên bị dính chặt vào một tấm lưới dù. Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm huyện Gio Linh đến hiện trường kiểm tra, giải cứu con chăn gấm ra khỏi các mắt lưới. Trước mắt, hạt kiểm lâm huyện Gio Linh đưa con chăn gấm này về đơn vị để chăm sóc, theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan để tái thả về môi trường tự nhiên. Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết, hiện nay, sân bay Phú Quốc đón nhiều chuyến bay quốc tế từ Hàn Quốc, Kazakhstan, Malaysia, Thái Lan, Cộng hòa Séc, Thượng Hải, Trung Quốc với lượng khách quốc tế khoảng 1.700 khách một ngày. Trong khi đó, nhiều đường bay nội địa đến Phú Quốc đã tạm ngưng hoạt động từ nhiều tháng nay. Điển hình, thời điểm này, sân bay Phú Quốc chỉ còn các chuyến bay nội địa đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Các hãng bay đã tạm ngừng khai thác các tuyến bay từ Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Khánh Hòa đến Phú Quốc. Lượng khách nội địa quá cảnh qua sân bay Phú Quốc bình quân khoảng 3.000 khách một ngày. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị phải nộp lại phù hiệu xe tuyến cố định của các tuyến bị đình chỉ về sở trước ngày 14 tháng 12 năm 2023. Trường hợp đơn vị không nộp lại phù hiệu theo quy định thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng chủ trì phối hợp và tổng hợp danh sách gửi thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Đồng thời, thông tin trên website của Sở Giao thông Vận tải để lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện phương tiện tiếp tục hoạt động trong thời gian bị thu hồi phù hiệu thì xử lý theo quy định. 13 đơn vị vận tải bị đình chỉ tuyến gồm Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Đông Bắc với 20 xe đăng ký cho 20 tuyến, Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch miền Đông với 27 xe cho 27 tuyến, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Liên Hưng, Hợp tác xã vận tải Cửu Long, Công ty vận tải Hoàng Long, Hợp tác xã Thiên Phúc, Hợp tác xã Trung Nam. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 đến cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng, bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Xung đột Nga-Ukraine vẫn đang khốc liệt, đặc biệt ở vùng ngoại ô Mariinka, một thị trấn trọng điểm của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR, tự xưng ở phía tây thành phố Donetsk và là thành trì quan trọng của Ukraine. Theo đó, theo đài RT, các lực lượng Nga đã treo cờ nước này ở ngoại ô Mariinka. Tuy nhiên, quân đội Ukraine được cho là vẫn đang kiểm soát một số khu vực ở tây Mariinka. Các đơn vị Nga đang củng cố vị trí của họ tại thị trấn này, trong khi quân đội Ukraine đáp trả bằng súng cối và súng phóng lựu tự động. Mariinka là một trong những khu vực then chốt do Ukraine kiểm soát. Thị trấn này vốn là điểm nóng giao tranh trong gần một thập kỷ, đầu tiên là giữa quân ly khai thân Nga và lực lượng Kiev, và bây giờ là giữa quân đội Nga và Ukraine. Phần lớn Mariinka đã trở thành đống đổ nát, không còn tòa nhà nào nguyên vẹn. Ngoài việc là thành trì chính của các đơn vị Ukraine ở khu vực Donetsk, Mariinka còn đóng vai trò là một trong những điểm tổ chức then chốt cho các cuộc tấn công nhằm vào Donetsk.
thị trấn này phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa gần như hàng ngày của quân đội Ukraine. Giới chức Ukraine vừa khẳng định Ukraine ngày qua đã bắn hạ tên lửa đạn đạo do Nga phóng vào thủ đô Kiev. Hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ toàn bộ 8 tên lửa đạn đạo do Nga phóng vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương trên bầu trời Kiev. Không quân Ukraine thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 4 người bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống ở quận Danitskiv ở phía đông nam của Kiev. Họ đã được chăm sóc y tế, ông nói thêm. Reuters chưa thể xác minh độc lập thông tin trên, Nga hiện chưa bình luận về vụ việc. Trong khi đó, theo đài RT, các lực lượng Nga đã treo cờ nước này ở ngoại ô Marinka, một thị trấn trọng điểm của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng, ở phía tây thành phố Donetsk và là thành trì quan trọng của Ukraine. Quân đội Ukraine được cho là vẫn đang kiểm soát một số khu vực ở tây Marinka. Các đơn vị Nga đang củng cố vị trí của họ tại thị trấn này, trong khi quân đội Ukraine đáp trả bằng súng cối và súng phóng lựu tự động. Marinka là một trong những khu vực then chốt do Ukraine kiểm soát. Thị trấn này vốn là điểm nóng giao tranh trong gần một thập kỷ, đầu tiên là giữa quân ly khai thân Nga và lực lượng Kiev và bây giờ là giữa quân đội Nga và Ukraine. Úc vừa tuyên bố thắt chặt các quy định thị thực đối với sinh viên quốc tế và người lao động có tay nghề thấp, có thể làm giảm 1/2 lượng người nhập cư trong 2 năm tới. Theo chính sách mới, sinh viên quốc tế sẽ cần phải đạt được xếp hạng cao hơn trong các bài kiểm tra tiếng Anh và sẽ có nhiều sự giám sát chặt chẽ hơn đối với đơn xin thị thực lần thứ hai để kéo dài thời gian lưu trú của sinh viên. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cuối tuần qua cho biết số lượng người nhập cư vào Úc cần phải được đưa trở lại mức bền vững, đồng thời nói thêm rằng hệ thống đã bị hỏng. Bà O'Neill cho biết các cải cách có mục tiêu của chính phủ đã gây áp lực giảm ròng lượng người nước ngoài nhập cư và sẽ góp phần làm giảm số lượng người di cư như dự kiến. Quyết định trên được đưa ra sau khi số lượng người nhập cư ròng vào Úc dự kiến đạt mức kỷ lục 510.000 trong giai đoạn năm 2022-2023, chủ yếu do làn sóng sinh viên quốc tế. Con số này được dự báo giảm xuống còn khoảng 250.000 người vào giai đoạn 2024-2025 và 2025-2026, gần bằng với mức trước COVID-19. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!